Bán hàng online không khai báo thuế bị phạt như thế nào? Sau khi đã tìm hiểu quy định về đăng ký kê khai thuế tại video người bán hàng online phải đăng ký kê khai thuế. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu mức phạt với hành vi không kê khai nộp thuế. Đầu tiên là mức phạt với hành vi chậm kê khai thuế. Mức xử phạt hành vi vi phạm về thời gian nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau. Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn kê khai từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Tình tiết giảm nhẹ ở đây có thể là trường hợp người vi phạm đã tự nguyện khai báo thành thật hối lỗi, v.v. Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày trừ khi thuộc trường hợp bị cảnh cáo vừa nêu. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng khi quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày. Phạt tiền từ 8 đến 15 triệu đồng nếu quá hạn từ 61 đến 90 ngày, quá hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng nếu quá hạn hơn 90 ngày, có phát sinh thuế phải nộp nhưng đã nộp đủ trước thời điểm cơ quan thuế quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc bị lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Như vậy có thể thấy, mức phạt tiền vi phạm này chỉ tính trên hành vi, bất kể doanh thu bao nhiêu, nên nếu chậm kê khai thuế thì cá nhân bán hàng online có thể bị phạt tiền triệu. Không chỉ bị phạt vì hành vi chậm kê khai, chậm nộp, mà người bán hàng còn phải nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Mức tính tiền chậm nộp bằng 0.03% một ngày tính trên số thuế chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp sẽ được tính liên tục từ ngày tiếp theo, ngày phát sinh tiền chậm nộp thuế đến ngày liền kỳ trước ngày người nộp thuế chuyển tiền nộp chậm vào ngân sách nhà nước. Việc rà soát kê khai nộp thuế của cá nhân bán hàng online được ngành thuế đưa ra trong bối cảnh gia tăng các hoạt động thương mại điện tử từ giao dịch trên các sàn tới kinh doanh trực tuyến livestream. Theo đó, việc truy thu thuế đối với các cá nhân tổ chức kinh doanh online là đúng quy định pháp luật về thuế. Chậm nộp thuế, nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh. Nợ thuế là trường hợp phổ biến dẫn đến bị tạm hoãn xuất cảnh hiện nay. Trường hợp là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam xuất cảnh để sang định cư ở nước ngoài mà chưa thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế thì cũng sẽ bị cấm xuất cảnh. Như vậy có thể thấy, nếu người bán hàng online chậm nộp thuế thì có thể bị đưa vào danh sách bị cấm xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Và nếu cá nhân bán hàng online mà trốn thuế thì bị xử lý thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở video tiếp theo nha.